con cùng dòng máu, là hai anh em cùng mẹ khác cha. Ông bây giờ cũng già rồi, chả sống bao lâu nữa. Cháu với thằng Tuệ vẫn mãi là anh em. Ý ông là sao ạ? Ông đi xét nghiệm để khẳng định chắc chắn đỡ hoang mang rồi. Chứ ông vẫn mãi là ông và cháu, lần này một nhà chúng ta. Cháu xin lỗi ông. Dạ, cháu phải nói với ông ngay từ đầu, ông tốt với cháu quá. Nó cũng luôn coi cháu là anh trai. Đây là lần đầu tiên cháu cảm nhận được tình thương, hiểu được thế nào là gia đình. Thôi, đừng nghĩ ngợi nhiều cháu. Dẫu gì thì đây cũng là nơi để các cháu đi về. Ông luôn chờ đón các cháu. Mà lớn lên anh em sẽ cảm thấy thích hợp thì nói cho nhau biết cũng được. Bởi vì thằng Tuệ nó là đứa dễ mùi lòng, cho nên không muốn nó phải nghĩ ngợi nhiều cháu chứ. Làm tôi lo sốt cả bó.